Các bạn, hôm nay thì mình sẽ đọc, đó chính là động vật không xương sống nha. Bây giờ mình đếm 1, 2, 3, mình và cùng các bạn lắng nghe đọc nha. 1, 2, bây giờ mình và cùng các bạn đọc nha. Động vật không có xương sống. Hầu hết động vật trên cạn và đại dương là động vật không xương sống. Chúng không có cột sống bổ xương trong có khớp nối như con người. Một số loài khung xương ngoài cứng cáp, một số lại vỏ cứng cáp, nhưng cũng nhiều loài thân mềm, nhiều cơ bắp và có phần xương cứng. Ngành chân khớp chiếm số lượng đông đảo nhất trong việc xương ngành chân khớp. Chúng bao gồm côn trùng, nhện, bọ cạp và giáp xác, những động vật chân khớp trưởng thành, bọ cánh cứng. Chuyện câu chuyện thành công. Chân khớp chiếm đến 80% tổng các số biết chúng thành công trên trái đất, mặt đất. Mỗi ngày phải có 25 loài chân khớp mới được phát hiện. Số loài chân khớp không được thấy như vô hạn. Đây, mình sẽ cho cái hình, mình cho các bạn coi cái hình nha. Đây, để mình cho các bạn coi hình nha. Đây là cái hình mình mới đọc nè đó, các bạn thấy chưa? Đó. Bây giờ mình sẽ đọc phần tiếp theo cho các bạn nghe nha. Tiếp theo là mình đọc một cái con tôm hùm. Cái này là bọ cánh cứng hay tôm hùm á, để mình quay cho các bạn coi nha. Đó, các bạn thấy chưa? Đó. Mình sẽ đọc từ trong ra ngoài của con tôm. Cái này là con giống con bọ cánh cứng nha. Bộ xương của cứng cáp của một động vật chân khớp trưởng thành được bởi chitin. Tưởng tự như có trong móng tay bạn, với một số loài xác giáp xác ở bên biển như con tôm hùm này, chitin gia công bố bằng các khoáng cứng cáp. Bộ ngoài xương nó là các đốt cứng bao mọc mô mềm, bên trong các đốt như chuyển được vỏ cánh cứng. Nhờ bộ cánh cứng tôm, à cái này là con tôm hùm nha các bạn, tôm hùm nấp đuôi dưới đáy biển, những chiếc càng to khỏe để bắt con mồi. Mỗi đốt trứng đều có khớp linh hoạt, cặp chi lớn vũ trang thêm bằng đôi đáng dờm. Đây đây, để mình quay cho các bạn coi nha. Bây giờ xin lấy 1, 2, 3 hộ binh rồi mình cho các bạn coi một phần con tôm lần nữa để các bạn biết nha. 1, 2, 3, hộ binh! Đó, bạn thấy chưa? Tiếp theo là mình sẽ đọc phần bên đây, cái phần mà bên ngón tay mình chỉ đó nha. À, mình cho các bạn xem hình luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Các ngành động vật không có xương sống. Giới động vật chia thành 3 ngành chính, mỗi ngành được chia thành các lớp. Động vật xương sống chỉ một phần một ngành. Dưới đây là ví dụ ngành động vật không xương sống. Mình sẽ đọc hết rồi, sau đó mình quay cho các bạn coi luôn nha. Ngành bọt biển, 10.000 loài tuy trông rất giống bọt biển, động vật đơn giản, chúng thậm chí còn có hệ thần kinh ngài gai thích ruột khoang. 11.000 loài hải quỳ, xứ biển và san hô, như trong hình là động vật dưới có lông châm để săn mồi. Ngành giun đốt, con giun đất thuộc một trong nhóm động vật mềm mà gọi là giun. Ngành sứa lược, sứa được các loại họ hàng của chúng rất động vật đơn giản, nối đuôi theo dưới dòng nước đại dương. Ngành thân mềm, 110.000 loài sò, ốc, động vật chân đầu, bạch tuộc và họ hàng của chúng tạo nên ngành lớn thứ hai. Lớp côn trùng, 1,1 triệu loài, nhóm động vật chân khớp số lượng lớn hơn cả nhóm động vật khác cộng lại. Lớp xác giả, cua và sinh biển, vỏ giáp, chân đốt, chúng có thể là giáp quen thuộc. Ngành da gai, 7.000 loài, chúng bao gồm sao biển, nhím biển và hải sâm. Lớp hành nhện, 103 lớp bọ cạp, nhện và hành của chúng. Cái con bọ cạp rất là nguy hiểm, chỉ cần cạp cái tay thôi là mình chết queo luôn.
Đây, để mình quay cho các bạn coi nha. Mình đếm 1, 2, 3, mình sẽ hồ pin nha. 1, 2, 3, hồ pin. Ta-da, đây là những gì mình đập nè. Mình quay gần lại cho các bạn coi. Các bạn thấy chưa? Các bạn có thể bấm ngưng video rồi sau đó phóng to lên. Mình đã đọc xong cuốn sách này. Nếu các bạn thấy video này hay cho mình một like và đăng ký. Nhớ nhấn vào cái chuông thông báo để nhận video hay của mình tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt các bạn.